Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định, các vị thần xuân, hạ, thu, đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói, nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn? Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng. Hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý, nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh. Xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng. Và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không? Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý? Vậy do ai mà tôi ra nông nổi này? Chúc mừng chủ nhân. Chít chít. Là tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến à? Chí chí. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta. Lũ người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Mau vào bờ thôi bà con ơi. Mau lên, mau lên. Cổ quái vật, cổ quái vật màu đen bay trên trời kìa bà con. Giết nó, đè lên. Giết nó, giết nó. Các người dám coi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Đen, mang theo anh. Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em. Lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ.
Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ, em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Rồng đen, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét, các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao, mọi người mau di chuyển lên vùng cao, nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lời anh nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ, không dám xoán ngôi của loài người, thì hãy để em ra tay, đừng cản em. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau, vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em, vậy em đừng trách anh. Ở tập trước, sau khi được Ngọc Hoàng giao trọng trách đi tìm đủ 12 con giáp để cai quản các tháng trong năm, Trần Gian vội đến mời Rắn, mong hóa giải mối thù xưa. Thế nhưng Rắn vô cùng hận Trần Gian vì mãi nhớ thù xưa. Thả ta ra! Anh sẽ thả em ra nếu như em chịu ăn năn hối lỗi và đừng làm hại đến loài người nữa. Em hứa. Em Trần Gian phải cho rồng đen này cai quản là anh đã ép tôi. Thần kính chào Ngọc Hoàng. Rồng đen, người dám làm hại con người, mưu đồ đảo lộn trật tự trần gian, tội của người thật đáng chết. Thưa Ngọc Hoàng, rồng đen còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, cầu xin người rộng lượng miễn tội chết cho em ấy, để mấy có thể ăn năn hối cải. Được rồi, nể tình ngươi có công ngăn cản rồng đen làm hại nhân gian, ta sẽ tha tội chết cho rồng đen. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tội chết có thể tha, nhưng ta sẽ tước đi sức mạnh của loài rồng, để hắn trở thành loài rắn không chân, mãi mãi chỉ có thể bò trường mà thôi. Không! Từ ngày đó ta đã thề, nhất định sẽ trả mối thù này. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngươi chuột sống lên. Em cũng biết khả năng của em bây giờ không thể nào đấu lại anh. Sao em không nghe anh nói lý do anh đến tìm em? Nói xong anh sẽ đi ngay. Chủ nhân, hay là chúng ta nghe hắn nói xem sao? Được, ngươi nói đi. Hôm nay người tới đây có chuyện gì? Ngọc Hoàng giao cho anh trọng trách tìm 12 con giáp, chia nhau cai quản 12 tháng trong năm ở Trần Gian. Mùa xuân tới, sẽ lên thiên đình nhận chức. Anh đã chọn em, nên mang thiệp mời đầu tiên của Ngọc Hoàng đến cho em. Có nó, em có thể dễ dàng đi qua cổng trời. Thật vậy à? Làm sao ta biết ngươi không gạt ta? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Từng lời anh nói đều là thật. Không tin thì em... Em cứ cầm lấy tấm thiệp. Chủ nhân đã thôi miên được con đồng ngốc này rồi. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta đang thôi miên thì phải câm miệng lại, lần sau thì đừng có trách. Dạ, thuộc hạ xin lỗi chủ nhân. Xin lỗi chủ nhân. Đúng là thiệp mời của Ngọc Hoàng. Nếu có thể đứng đầu 12 con giáp, vậy thì tất cả loài vật phải tôn ta làm thủ lĩnh rồi. Đồng vàng, ta hỏi ngươi, vậy những tấm thiệp mời còn lại đâu? Lấy ra cho ta coi. Các tấm thiệp ở đây. Thời của ta đến rồi. Chúc mừng chủ nhân.
Nhưng liệu thuộc hạ có thể dự hội trên thiên đình với người được không? Loài chuột yếu ớt như ngươi mà cũng đòi trèo cao à? Thiệt là nực cười. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa ạ. Xin tha cho thuộc hạ. Xem ngươi kìa, cái đồ chuột chết nhát. Chỉ có dòng họ nhà rắn của ta mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ 12 con giáp thôi, rõ chưa? Dạ, dạ. Mình nhất định phải có tấm thiệp dự hội nhà trời. Ê, con chuột kia, ngươi làm gì vậy? Có tin ta cắn chết ngươi không? Trọng Giang, anh tỉnh dậy đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu. Làm sao đây? Chuyện gì thế này? Anh Trọng Giang, anh bị rắn thôi miên nên mất ý thức. Hắn còn tính cướp những tấm thiệp và hại chết anh. Chạy mau lên. Quy rồi, độc rắn lan rất nhanh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải trốn đi thôi. Anh Trọng, nhanh lên, lối này. Người đã trúng độc rắn của ta rồi, không chạy thoát đâu. Tình phản bội, các ngươi sẽ trả giá. Cảm ơn cậu chuột. Chúng ta nhanh đi thôi, khúc cây này không ngăn cản được rắn lâu đâu. Anh đang bị trọng thương, nên lánh đi thì hơn. Tôi sẽ cố gắng bay khỏi đây. Cậu giúp tôi thế này, e rằng rắn sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu bám lên lưng tôi đi, mau. Độc rắn cực kỳ nguy hiểm, cũng may tôi biết cách chữa trị. Anh Rồng ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi chút. Anh Rồng, anh đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu chuột, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Cũng may nhờ cậu cứu mạng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi? Chẳng giấu gì anh, trước nay rắn luôn ỷ mạnh hiếp đáp loài chuột nhỏ bé chúng tôi. Để sống yên ổn, tôi đành chấp nhận trở thành thuộc hạ của hắn. Dù giúp rắn không ít việc, nhưng chưa bao giờ hắn ta đối xử tử tế với tôi cả. Tôi không ngờ rắn lại sống tệ bạc như thế. Cậu tuy nhỏ bé nhưng lại hiểu biết, thông minh hơn rắn rất nhiều. À đúng rồi, để cảm ơn anh cứu mạng, tôi xin mời anh Mùa Xuân tới lên thiên đình, để thành một trong 12 con giáp, cùng nhau cai quản nhân gian. Ôi, tôi không nằm mơ chứ. À, không đâu, cậu xứng đáng mà. Cảm ơn anh Rồng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn. Ở tập trước, chuột giúp Rồng Vàng thoát khỏi sự trả thù của rắn. Để báo đáp ân tình, Rồng Vàng mời chuột trở thành một trong 12 con giáp. Chuột đồng hành cùng Rồng Vàng tiếp tục tìm kiếm những con vật khác. Loài nhỏ bé như mình, làm cách nào để đấu lại những con vật khác đây? Hay là mình theo Rồng Vàng? Mình phải tranh thủ đi tìm các con vật khác thôi. Bây giờ anh tính đi đâu? Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm các con vật còn lại, kẻo không kịp. Gặp lại sau nhé. Ê khoan, anh Rồng ơi, tôi thông thuộc tất cả ngõ ngách trong khu rừng này. Hay là để tôi cùng đi tìm các con vật còn lại với anh? Nếu được vậy thì tốt quá, mình đi thôi. Ngoan, gặp ta là sợ hãi vội quỳ gối rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ai sợ ông chứ? Là do ông hù tôi mà thôi. Muôn loài đều sợ ta cả.
ta chính là chúa tể đường xanh. Chúa tể à? Vậy ông có chạy nhanh hơn tôi không mà đòi làm chúa tể? Ngươi nghĩ ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Tất nhiên. Ông không thấy chân tôi già và khỏe thế này à? Vậy chúng ta hãy cùng thi chạy đến danh núi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể khu rừng này. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ bị ta ăn thịt. Đồng ý không? Được, tôi sợ gì ông chứ. Cái chức chúa tể này nhất định sẽ thuộc về tôi. Để rồi xem. Ngươi sẵn sàng chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, vậy ai đến dịch nuôi trước thì sẽ chiến thắng. 1, 2, 3, xuất phát. Dịch núi kia rồi, mình sắp về đích rồi. Ôi, là bùng lúng. Nguy rồi. Sao vậy? Chân người khỏe đó mà, sao bây giờ không nhấc khỏi bùn lầy được ha? Thấy ông chạy chậm quá nên cố tình dừng lại thôi. Được, vậy ta không cách sao. Hẹn gặp ở dãy núi. Không xong rồi, mình mà không thoát khỏi đây là thua cọp mất. Cứu với, có ai không? Có ai không? Ôi, cháu ngựa, cháu làm sao vậy? Bác Trâu ơi, bác giúp cháu với. Cháu bị kẹt ở vũng bùn này không ra được. Tôi có cách. 1, 2, 3, lên nào. Cố lên, chút nữa thôi. 1, 2, 3, lên. Ôi, may có bác Trâu và Thỏ giúp đỡ. Cũng may là có Thỏ nhanh trí, kịp thời lấy cành cây làm dây để kéo cháu ra. Mà cháu đang đi đâu vậy? Cháu đang chạy đua với cọp đến dãy núi thì bị sa vào bùn lầy này. Ấy, cháu phải đuổi theo cọp đây. Tạm biệt bác Trâu, tạm biệt Thỏ. Thế nào, ngươi đã chấp nhận thua chưa? Đồ ngư non háo đó. Nếu không vì sa vào bùn lầy thì tôi có thể đã thắng. Đừng nói nhiều, thua là thua. Ngươi phải trở thành bữa tối của ta. Xin tha mạng, cứu với, cứu tôi với. Ngươi kêu nữa đi, sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Dưới vách núi có ai đang kêu cứu? Mình tới đó xem nào chuột. Ngựa đang gặp nguy hiểm, chúng ta đến cứu ngựa nào. Kìa anh Đồng, vết thương do rắn cắn của anh còn chưa khỏi hẳn, e rằng không phải đối thủ của cọp. Với lại, khu rừng cũng có luật lệ riêng của nó. Hay là mình cứ ở vách núi quan sát, xem tình hình thế nào. Xin ông tha cho tôi lần này. Tôi hứa từ nay sẽ không đòi làm chúa tể Sơn Lâm nữa. Muốn rồi, ta chạy cách đoạn đường dài cũng hơi đói bụng rồi. Anh cọp ơi, tôi bảo này, ngựa thì có bao nhiêu thịt đâu, sao anh không bắt con vật còn to hơn anh mà ăn, hỏng sướng hơn sao? Lão, trong khu rừng này có ai to lớn hơn ta chứ? Vậy mà tôi vừa gặp nó đây nè, nó cao lớn hơn anh, khỏe hơn anh, nó còn nói. Nó nói cái gì? Nói mau. Nó còn nói hễ gặp anh cọp ở đâu thì nó sẽ ăn thịt anh ở đó. Vì vậy nên tôi mới tìm đến anh để dặn anh phải cẩn thận nè. Dẫn ta đến gặp nó mau, ta nhất định sẽ ăn thịt đó. Vậy sáng mai tôi sẽ dẫn nó đến đây, nhưng đổi lại anh không được ăn thịt bạn ngựa nữa. Được, nhưng nhớ, nếu ngươi lừa ta thì cả hai người đều phải làm mồi cho ta, hiểu chưa? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh nữa. Vậy hẹn anh sáng ngày mai. Chị ngựa không sao chứ? Tôi không sao, cũng do tôi tự cao, ý mình có chân dài khỏe mà không quan sát kỹ đường chạy, vậy nên mới thua cọp. Thôi, chị đừng có tự trách mình nữa. Tôi đã có cách giúp chị. Cảm ơn cậu Thỏ, nhưng có thật là có con vật to lớn, khỏe mạnh hơn cả cọp không? Cái gì? Không được đâu, cọp nhất định sẽ không tha cho cả tôi và cậu. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Không việc gì phải trốn, chị ngựa đừng quá lo. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chị cứ yên tâm đợi tôi ở đây.
Ở tập trước, ngựa thua trong cuộc chạy đua với cọp. Khi cọp đang chuẩn bị ăn thịt ngựa thì thỏ xuất hiện. Nhanh trí nghĩ ra kế hay để tìm cách cứu ngựa. Trong khi đó, rồng vàng và chuột quan sát được tất cả. Tôi sống nhiều năm trong khu rừng, chưa bao giờ nghe có con vật như thế. Kỳ lạ thật. Vậy chúng ta cứ đợi, xem hình dáng con vật đó ra sao. Coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Bác đã nghe thỏ kể lại rồi. Mọi người đến đây để giúp cháu đó. Ngựa đừng lo, có mọi người hợp sức lại, nhất định sẽ cứu được em. Nhưng nếu hợp sức lại, liệu chúng ta có đánh thắng cọp không? Mình không dùng sức mà sẽ dùng mưu. Bây giờ chị cứ nằm xuống, chỏng bốn chân lên trời, mắt nhắm nghiền, giả bộ như đã chết. Ai làm gì cũng không được cử động. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi và mọi người lo. Hình như là cọp đang đến. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Có bác ở đây, cháu sẽ không sao đâu dê. Hãy mạnh mẽ lên cậu bé. Dạ, cháu cảm ơn bác trâu. Được rồi, mọi người nhớ hãy thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Anh cọp đến rồi à? Sao anh không đến sớm một chút? Chị ngựa bị con vật to lớn kia hại chết rồi. Nó đã làm gì ngựa? Khi nãy nó chỉ búng tay một cái là ngựa đã lăn đùng ra chết rồi nè. Ôi, chị ngựa thật tội nghiệp à. Ngươi nói cái gì? Nó búng tay là ngựa như vậy luôn hả? Đúng vậy, chưa hết đâu. Nó lớn đến mức chỉ cần bước đi là cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó chuẩn bị tới đó anh cọp. Cái gì? Vậy vậy nè. Con cọp kia, tao đập cho ta, tao đói bụng rồi. Thôi, anh cọp ở lại đấu với nó nha. Tôi chạy trước đây, tôi không muốn thiệt mạng giống chị ngựa đâu. Cũng may mình nhanh chân chạy thoát. Tại sao trong khu rừng có con vật to lớn như vậy mà trước giờ mình không biết ta? Chúng ta làm được rồi, yeah. Bác đã nói rồi mà, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cũng may thỏ nhanh trí nghĩ ra mưu này mới lừa được cọp đó. Là nhờ mọi người cùng nhau hiệp lực, chúng ta mới làm cọp sợ đến bỏ chạy. Nhưng nếu cọp biết mình bị lừa thì sao đây? Tốt nhất là mọi người thấy cọp ở đâu thì nên tránh đi, không nên hơn thua làm gì. Ngựa nè, cháu cũng đừng nên thi chạy hay là thách đấu với cọp nữa. Dạ, cháu biết lỗi của mình rồi. Chào mọi người. Chào anh rồng và chuột. Hai người đến đây có việc gì à? Đêm qua chúng tôi ngủ trên vách núi đằng kia, đã biết hết việc các bạn lừa cọp và cứu ngựa ra sao rồi. Các anh sẽ không nói lại với cọp chứ? Không đâu, sao tôi lại làm thế? Tôi thấy các bạn nhỏ bé hơn con cọp nhưng lại rất thông minh, gan dạ, đoàn kết nên mới xuống đây muốn kết bạn với mọi người. Thì ra là vậy. Chẳng giấu gì mọi người, tôi đang trên đường tìm các con vật tài đức để mời lên thiên đình dự hội, trở thành các con giáp cai quản trần gian. Trời đất ơi, lên thiên đình dự hội hả? Lên thiên đình dự hội hả? Lên thiên đình dự hội hả? Vì vậy, tôi muốn mời tất cả mọi người mùa xuân tới hãy lên trời để được Ngọc Hoàng ban chức. Cảm ơn anh Rồng đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng vào mùa xuân. Hay quá, chó tôi nhất định sẽ làm cho thật tốt. Bác cũng sẽ không quản cực nhọc, cố gắng hết sức. Ngựa tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cũng sẽ rèn luyện chăm chỉ. Cảm ơn đồng vàng nhiều lắm nha.
anh Rồng Vàng ơi, em yếu đuối hơn các anh chị, lại vụng về, không biết mình có được tài cán gì để dự hội. Anh ở trên vách núi nhìn xuống, thấy em vô cùng dũng cảm, vì vậy em rất xứng đáng để tham gia hội nhà trời. Chị là con gái, còn chẳng sợ gì. Đây chính là cơ hội để em thể hiện bản lĩnh của mình, đem vinh quang về cho dòng họ nhà dê của em chứ. Đúng rồi, vậy em sẽ ra sức tập luyện mỗi ngày. Tốt lắm, tôi vẫn còn phải đi tìm thêm đồng đội để đưa thiệp mời. Mọi người có biết ai thông minh tài giỏi nữa không? Chỉ cho tôi với. À, hãy đến mời bác mèo thông thái đi. Bác ấy nổi tiếng uyên bác và thông minh nhất trong khu rừng này. Bác mèo còn có võ công cao cường, cả khu rừng này ai cũng nể bác ấy hết á. Ừ, vậy thì tôi phải đến tìm bác mèo mới được. Nhưng nhà bác mèo ở đâu? Nhà bác mèo ở tận trong rừng sâu, đường đi rất khó. Hay là để tôi dẫn anh Rồng và chuột đi cho nhanh. Tốt quá, cảm ơn cậu Thỏ nhiệt tình giúp đỡ. La 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 la, ta là ngựa, ta chạy rất nhanh. La 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 la, la 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 la. Ngựa? Không thể nào, rõ ràng khi nãy mình thấy ngựa chết rồi mà. Ở tập trước, Thỏ cùng các con vật trong rừng hợp sức bày mưu khiến vật run sợ bỏ chạy. Ngựa may mắn thoát nạn. Rồng thấy được sự thông minh, đoàn kết của các con vật nên đã gửi thêm 6 thiệp mời. Thỏ gợi ý cho Rồng đi tìm mèo. Thế nhưng sau đó, cọp biết mình bị lừa khi phát hiện ngựa vẫn còn sống. Cọp vô cùng giận dữ. Chuyện này là sao? Nói mau! Tại sao ngươi vẫn còn sống? Khốn hồn thì nói thật đi! Nếu không thì... Thật ra con vật to lớn kỳ lạ mà ông thấy là do các bạn tôi đóng giả thành. Các ngươi dám gạt ta! Họ lại tới nữa rồi kìa! Được lắm! Nhãi thọ! Chính ngươi đã bày trò lừa ta, ta nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu Thỏ, hãy bám lên lưng tôi, cùng bay đến nhà bác mèo cho nhanh nào. Nhà bác mèo nằm dưới những tán cây rậm rạp, nếu bay trên trời sẽ rất khó nhìn thấy. Chúng ta chịu khó đi bộ một chút sẽ tới ngay. Thỏ kia, ngươi dám lừa ta? Anh cọp nói gì tôi không hiểu. Ngươi đừng có giả nai nữa. Nai đâu, tôi là Thỏ mà. Anh cọp sợ quá nên mắt mờ rồi hả? Im lại. Các ngươi là ai? Tôi là Rồng Vàng, còn đây là bạn chuột. Chúng tôi đều là bạn của Thỏ. Chào Rồng Vàng, dù ngươi có là bạn của Thỏ, nhưng đây là chuyện riêng giữa ta và Thỏ, không liên quan gì ngươi. Thỏ kia, ta vừa thấy ngươi vẫn còn sống, nó không bị con vật to lớn nào búng tay mà chết hết. Mau đền bữa tối cho ta. Vậy sao? Hồi nãy rõ ràng tôi và anh đều thấy ngựa ngã chỏng cẳng rồi mà. Nhưng giờ ngựa chưa chết mà chạy mất thì cũng không thể trách tôi. Ngươi không nói nhiều, mau đền mạng. Để tâm phục khẩu phục, tôi với anh thi đấu. Nếu tôi thắng, anh không được phép làm phiền tôi và các bạn nữa. Nếu tôi thua, tùy anh xử lý. Ngươi dám đấu với ta một mình ngươi hả? Đúng vậy. Được, càng nạm lắm. Kìa Thỏ, cậu không phải là đối thủ của cọp đâu. Đúng đó, cọp sẽ xé xác cậu cho mà coi. Không sao đâu, tôi đã có cách. Anh cọp, nghe nói các cơ bắp ở tay anh rất khỏe, chúng ta hãy thi đánh trống nha. Bây giờ hãy xem cái cây đằng kia là cái trống, ai đánh vào cây mà phát ra âm thanh to hơn thì người đó thắng. Tưởng thi gì khó. Thi như vậy thì ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Không biết thằng nhãi này có đang giở trò gì không đây. Mình phải cẩn thận mới được. Để các ngươi không nói ta ý mạnh hiếp yếu, ta nhường ngươi thi trước. Được thôi,
Vậy tôi thi trước đây. Sức ngươi chỉ có như vậy thôi hả? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đánh lại lần nữa đó. Sức tôi chỉ có thế thôi, đến lượt anh đi. Mở mặt to ra mà nhìn, giỡn cái tai của ngươi mà nghe ta biểu diễn đây nè. Thấy sao? Thấy sức mạnh của ta chưa? Tôi chưa nghe rõ lắm, anh có thể đánh lại lần nữa không? Dám phá chỗ ông nhà ta hết. Chết nè, chết nè. Đừng ta chơi, đừng ta chơi. Đừng có chết, đừng có chết các bạn. Ôi, anh cậu bị sao vậy? Ông bỏ đi, người lại lùa ta. Cậu thở thật thông minh, hạ gục được cọp mà không cần tốn tí mồ hôi nào. Cách của cậu hay thật, tôi tin với trí thông minh của cậu. Chắc chắn cậu sẽ đứng vị trí cao trong 12 con giáp. Không đâu, thông minh phải kể đến bác mèo. Giỏi quan sát và nhanh trí như thỏ, tôi khâm phục cậu rồi đó. Thôi, chúng ta mau đến nhà bác mèo đi. Hôm nay tập đến đây thôi. Bác mèo không thái ơi, bác có ở nhà không vậy? Ai đến tìm ta thế này? Là cọp đây bác mèo ơi. Cọp à, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bác mèo thông thái ơi, tôi uất ức dữ lắm. Bác phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Không thì cậu ta, tôi không muốn sống ở trong khu rừng này nữa đâu. Ngươi là chúa tể Sơn Lâm, có chuyện gì không thể giải quyết được? Vậy mà chú tể Sơn Lâm như tôi lại bị bắt nạt tay to, người này thương thích luôn. Ai có gan bắt nạt ngươi, mau kể rõ sự tình cho ta nghe nào. Loạn thỏ hả bác mèo? Nó lừa tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi bị ông dính, đến giờ mình bị sưng qua trời qua đất luôn rồi. Là thỏ à? Bác mèo thông thái, bác là người công bằng, quyền bác nhất khu đường này. Bác phải làm chủ cho tôi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là thỏ đây. Ở tập trước, cọp bị thỏ lừa trong cuộc thi đánh trống vào thân cây, khiến toàn thân bị ong chích. Tức giận, cọp tìm đến nhà bác mèo thông thái để nhờ phân xử công bằng. Cũng tại đây, cọp bất ngờ gặp lại thỏ. Chính con thỏ lừa gạt khiến tôi bị ong chích đó bác mèo. Thỏ, cẩn thận. Cọp à, dừng tay lại. Ngươi không được làm vậy trong nhà của ta. Không được làm vậy trong nhà của ta, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi, bác mèo tha cho tôi. Cháu cảm ơn bác mèo. Bác mèo, bác phải phân xử công bằng. Vậy thỏ mà tôi xích bác bạn mấy lần luôn á. Thỏ, chuyện có đúng như lời cọp nói hay không? Đúng là cháu có lừa anh cọp, nhưng là do anh cọp suốt ngày đòi ăn thịt các con vật trong rừng, cháu bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế để cứu các bạn mà thôi. Cọp, có đúng như vậy không? Dạ, chuyện này dài lắm. Là do ngựa khiêu chiến với tôi trước chứ bộ. Tôi làm chứng lời thỏ nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Đây là anh Rồng Vàng và bạn Chuột. Nhờ cháu dẫn đường đến tìm bác có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Các người đâu phải ở vùng này? Tôi tuân lệnh Ngọc Hoàng, tìm 12 con giáp để cùng nhau cai quản Trần gian. Biết bác mèo thông thái, tài giỏi, tôi cất công đến đây để gửi thiệp mời cho bác. Mong bác mèo có thể đến dự hội nhà trời vào mùa xuân tới.
ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Nhất định ta sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho nhà trời. 12 con giáp cai quản trần gian hả? Chẳng lẽ nào lại không có cọp ta? Còn khúc mắc giữa cọp và thỏ... Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay tôi sẽ không bắt nạt các bạn trong khu rừng nữa. Cậu thỏ, chúng ta làm què nghe. Anh cọp nói thật chứ? Cọp biết lỗi là tốt rồi. Thỏ à, vậy cháu cũng làm què với anh cọp đi. Đừng tìm cách lừa nhau, hại nhau làm gì. Chỉ cần anh cọp đừng đòi ăn thịt cháu hay các con vật khác là được. Cháu đâu có thích hơn thua với ảnh. Thỏ, tôi thề nghe, tôi không bao giờ gây chuyện với cậu nữa. Sống chung trong một khu rừng, các loài vật phải biết yêu thương, đoàn kết mới phải. Cứ tranh giành hơn thua thì thời gian đâu mà học tập để nâng cao hiểu biết. Thiếu hiểu biết sẽ phạm sai lầm, rồi khi thiên tai ập đến không biết đường đâu mà chống đỡ. Ai nấy đều đồng thuận, quá giải hận thù như vậy thật là tốt quá. Anh Rồng, tôi danh là chúa tể sơn lâm, sức mạnh hơn nhiều loài, muốn đóng góp một chút sức mình để cùng anh cai quản trần gian. Không biết tôi có thể dự hội nhà trời được không? Không được. Chuyện này... Cậu thỏ còn giận tôi hả? Tôi thật lòng biết lỗi của mình rồi mà. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cọp đã biết ăn năn hối lỗi, thỏ đừng nên hẹp hòi. Là cọp giả giờ ăn năn để được dự hội nhà trời. Anh Rồng Vàng, anh nhất định đừng mắc bẫy của cọp. Tôi thật lòng ăn năn, sao để cậu tin tôi đây? Theo như bác thấy, cọp có tài, có sức khỏe. Nếu không cống hiến cho nhà trời thì quá là uổng phí. Rồng Vàng, cậu nên cho cọp một cơ hội đi. Bác mèo đã có lời thì đây. Tôi gửi anh cọp tấm thiệp mời đến dự hội nhà trời. Mong rằng anh sử dụng sức mạnh vào việc có ích. Nhất định là vậy rồi. Nhất định ta sẽ đứng đầu 12 con giáp. Xem lũ các ngươi còn dám giỡn mặt với ta không. Đồ cọp giả tạo. Thỏ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cháu cảm ơn bác mèo lần nữa. Là bác đã quá tin lời cọp, suýt chút nữa là hại cháu rồi. Tiếc là một khi thiệp đã ra thì không thể lấy lại được. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh đừng nên tự trách mình. Ta sẽ chăm chỉ luyện võ công, đến ngày dự thi sẽ cho cọp một bài học nhớ đời. Vậy hẹn bác mèo ở thiên đình. Xin tạm biệt mọi người, tôi còn có việc phải làm. Cháu cũng xin phép ra về để chuẩn bị, mùa xuân cũng sắp tới rồi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là chuột nhỏ bé, e rằng không đủ sức đấu lại các con vật khác. Không biết cháu có thể ở lại nhà bác để học võ được không? Được chứ, ta sẽ dạy võ cho cậu. Nhưng ta có cái tật ham ngủ, hễ mà ngủ say thì rất khó thức dậy. Đến ngày dự hội, nhờ cậu hãy đánh thức ta dậy, có được không? Dạ được, cháu hứa sẽ ngoan và làm theo lời bác dặn. Vậy là ta chỉ còn thiếu một con vật nữa thôi. Phải nhanh nhanh đi tìm, mùa xuân sắp đến rồi. Ở tập trước, mèo và rồng tưởng cọp đã hối lỗi nên đưa thiệp mời cho cọp. Tuy nhiên, vừa đưa xong thì cọp trở mặt, đá thỏ một cái chí mạng. May nhờ bác mèo cứu thoát chết. Chuột thấy bác mèo vừa thông thái vừa giỏi võ nên xin được ở lại học tập. Rồng Vàng tiếp tục hành trình tìm kiếm con vật cuối cùng để đủ 12 con giáp. Âm thanh gì nghe hay quá. Oh, oh, oh.
Mặt trời lo thức giấc, chào buổi sáng tinh khôi. Xin chào cậu gà, tiếng gáy của cậu nghe hay thật. Tất nhiên rồi, tiếng gáy của tôi to và hay như vậy mới đánh thức mặt trời dậy được chứ. Thì ra tiếng gáy của cậu diệu kỳ như vậy à. Đúng rồi, lúc nào tôi cũng thức dậy vào tờ mờ sáng để gáy thật to. Có như thế thì mặt trời mới ló dạng. Vậy ngoài gáy ra, cậu còn biết làm gì khác nữa? Tôi hả? Tôi biết nhiều thứ lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bay nhảy, bơi lội, cái gì tôi cũng giỏi. Vậy thì cậu biểu diễn cho tôi xem mở mang tầm mắt có được không? Được, xem tôi đây. Cậu gà giỏi quá. Ý, cậu không sao chứ? Ui, có gì mà trăng với sao? Tôi từng bay đụng cả mặt trời đó chứ. Xét ra thì anh ta cũng là kẻ có tài năng đây. Mình sẽ mời thêm anh ta nữa là hoàn thành nhiệm vụ đủ 12 con vật. Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì anh, tôi được Ngọc Hoàng ra lệnh tìm đủ 12 con vật tài trí, thông minh để cai quản nhân gian. Tôi xin gửi thiệp mời cho cậu, mùa xuân tới hãy lên thiên đình để được ban chức. Ôi, vậy là anh tìm đúng người rồi. Từ lúc sinh ra, tôi đã luôn biết mình sẽ có một sứ mệnh cao cả. Đã đến lúc tôi có thể phô diễn tài năng cho thiên hạ biết rồi. Vậy hẹn gặp cậu ở thiên đình. Tạm biệt cậu ga. Cuối cùng cũng đã tìm đủ 12 con vật. Mình mau về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng thôi. Cuối cùng, Trong Giang cũng đã tìm đủ 12 con vật theo yêu cầu của Ngọc Hoàng. Tất cả đều hăng say luyện tập, mong thể hiện tài năng trước Ngọc Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên thiên đình thôi nào. Đi thôi. Ủa, các bạn có thấy dê ở đâu không? Biết ngay mà, dê chắc còn đang ở nhà nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó nói từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà, giờ đi tít lên thiên đình. Nhớ mẹ chắc rồi. Tò con, cậu nhanh nhẹn đến nhà tìm dê đi. Nhanh lên, chúng tôi đứng đây đợi. Ngay thôi, con không đi nữa đâu. Sao mẹ con chịu không có nổi. Đi mãi thiên đình, chẳng biết bao lâu mới được về với mẹ. Con trai mẹ cũng lớn rồi. Dê, đi nhanh lên, mọi người còn chờ mỗi mình cậu đó. Nè, đừng có nói là cậu nhõng nhẽo, nhớ mẹ nên không đi nha. Ồ, mình chưa đi đã nhớ mẹ đó thì sao? Cậu giỏi thì đi với mọi người đi, mình chưa lớn, chưa cần phải làm việc gì ra ngoài. Vậy bác tính sao? Nếu bác không muốn cho dê đi thì thôi, con xin phép đi đây. Khoan đã thỏ, đợi một chút. Nè con trai, ai cũng phải lớn lên, làm việc theo sứ mệnh của mình. Còn đi mẹ cũng sẽ nhớ con. Nhưng mẹ chịu được, mẹ tin tưởng là con sẽ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Con đã hứa với rồng thì phải thực hiện lời hứa. May này con đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Nếu trên đường đi mà nhớ mẹ thì hãy dùng cái này. Con no rồi, con đi đây. Chắc không sao đâu, vì có cả bác trâu chăm sóc tụi con rồi mẹ. Giỏi lắm con trai, con hãy tin tưởng vào việc mình làm. Và nhất là hãy tin tưởng vào bản thân con, nắm bắt cơ hội nha. Cứ ngủ ngon nha bác mèo thông thái. Tôi đi lên thiên đình đây. Thưa Ngọc Hoàng, Tần đã tìm đủ các con vật theo yêu cầu của người. Tốt lắm. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có 11 con vật thôi? Đúng là chỉ có 11. Thiếu ai vậy ta? Anh Rồng Vàng ơi, không thấy bác mèo thông thái ở đâu hết. Đúng rồi, chuột, cậu có gọi bác mèo dậy không? Bác ấy ham ngủ thì tôi để cho bác ấy ngủ thôi. Tôi đã dặn trước là hôm nay đến ngày lên thiên đình mà bác ấy vẫn ham ngủ. Cậu đã hứa với bác ấy.
Rồng Vàng, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, ngươi đáng tội gì? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã gửi thiệp đủ cho các con vật, nhưng có lẽ là mèo đã ngủ quên à. Không có nhân nghĩa gì hết, vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm nên không có tư cách đứng đầu 12 con giáp. Đồng thời, ngươi sẽ phải chịu phạt. Đáng đời ngươi. Anh cả Rồng Vàng, có lẽ Ngọc Hoàng nên loại anh ra. Ở tập trước, Rồng mừng rỡ vì đã tìm đủ 12 con vật để mời lên thiên đình đúng hẹn đầu mùa xuân. Không ngờ chuột khôn lõi không gọi mèo dậy. Ngọc Hoàng trách mắng và cho rằng Rồng Vàng không xứng đáng đứng đầu 12 con giáp. Dạ thưa Ngọc Hoàng, để không chậm trễ thời gian, thần đề nghị hãy cho Rồng Vàng lấy công chuộc tội trong vòng một nén nhang. Nếu Rồng Vàng tìm đủ con vật còn lại thì được miễn tội, còn không thì sẽ bị sét đánh để trừng trị. Được, Rồng Vàng nghe lệnh. Trong vòng một nén nhang, hãy mang lên thiên đình một con vật để đủ 12 con giáp. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt sét đánh. Nghe rõ chưa? Thần xin tuân lệnh, thưa Ngọc Hoàng. Nhà bắt mèo ở tận rừng, lại sống trong hang sâu. Dù mình có bay tới thì sợ cũng không kịp. Phải làm sao bây giờ? Con heo này chắc cũng được hơn một tạ, lấy thịt được rồi. Trời, con heo này nó mạnh quá. Phụ tôi chơi. Bắt được mày rồi. Mày trốn đi đâu hả? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tội nghiệp cậu heo quá. Nóng quá, nóng quá! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mình phải giúp cậu ấy mới được. Đuổi theo! Nhanh lên, nhanh lên! Đuổi theo, đuổi theo! Ôi, anh Rồng Vàng, cậu chạy nhanh lên. Sao bỗng nhiên mưa lớn rồi lại ngưng ngang như vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt đó. Trời ơi, con heo chạy mất tiêu rồi, mau đi tìm đi. Trời, tức thiệt chứ. Chắc là thoát nạn được rồi. May quá, cảm ơn anh Rồng Vàng cứu mạng. Không có anh, chắc giờ tôi thành heo quay rồi. Sao mà nóng dữ vậy nè? Trời ơi, cái đuôi của tôi, cái đuôi, cái đuôi. Không sao rồi. Cũng may là có anh. Mà anh bay đi đâu vậy? Nguy rồi, bây giờ mà mình tới nhà bắt mèo cũng không kịp. Heo nè, tôi đang bay đi tìm con vật để mời lên thiên đình cho đủ 12 con giáp trình diện Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ cai quản trần gian. Anh đi cùng với tôi nha. Tôi không có ham việc cai quản trần gian đâu, tôi chỉ thích ăn và ngủ thôi à. Anh tìm cho kỹ đi, con heo mập đó không có chạy xa được đâu. Cho tôi đi với anh đi, ở đây chắc tôi thành heo quay quá. Vậy ta đi thôi. Anh sao vậy, bị đau ở đâu à? Không phải, tôi đói quá anh Rồng ơi, tôi không còn chút sức lực nào hết. Vậy anh đợi ở đây, để tôi đi kiếm gì cho anh ăn. Anh Rồng Vàng ơi, sao anh còn chưa về nữa? Lần này ngươi xong đời rồi Rồng Vàng. Tắt rồi. Tội nghiệp Rồng Vàng quá đi. Bẩm Ngọc Hoàng, nén nhang đã tàn mà Rồng Vàng vẫn chưa trở về. Xin người hãy giáng tội cho Rồng Vàng.
Ngon rồi mà. Cảm ơn anh Rồng. Anh ăn khỏe thật đó. Ăn nhanh lên, để còn bám chặt vào lưng tôi. Tôi tăng tốc đây. Thiên lôi đâu? Hãy mau chuẩn bị thi hành luật nhà trời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Rồng đang cõng heo về tới. Chào mọi người. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được con vật cuối cùng, chính là heo ạ. Vậy là ta đã tạm đủ 12 con vật. Con heo mập này mà cũng đòi cai quản Trần Gian. Thưa Ngọc Hoàng, dù Rồng Vàng thực hiện được yêu cầu, nhưng đã quá thời gian một nén nhang. Rồng Vàng, dẫu ngươi đã tìm đủ 12 con vật, nhưng chậm trễ thời gian, ta phạt ngươi 30 đòn sét đánh để răn đe cho muôn loài. Thiên lôi, mau xử phạt Rồng Vàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là do anh Rồng cứu tôi, lại cho tôi ăn, cho nên mới về trễ. Xin Ngọc Hoàng phạt nhẹ. Tuy heo ham ăn, nhưng thật thà ngay thẳng, dám đứng ra xin cho người đã giúp mình. Thôi được rồi, ta chỉ phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh thôi. Ngọc Hoàng thật là sáng suốt. Xin lỗi anh Rồng, nếu như tôi không ăn ăn thì anh không có trễ giờ. Chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách anh đâu. Tôi được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, nhưng không hoàn thành đúng thời gian, tôi phải chịu trách nhiệm cũng là đúng thôi. Anh Rồng, anh Rồng. Rồng Vàng đã bị trọng thương, ta chắc chắn sẽ nắm ngôi vị thủ lĩnh 12 con giáp rồi. Ở tập trước, Rồng Vàng cứu heo thoát nạn và mang lên thiên đình để bổ sung đủ 12 con giáp. Thế nhưng heo lười biếng lại đòi ăn, chậm chạp khiến Rồng về trễ. Ngọc Hoàng quyết định phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh để răn đe muôn loài về việc nhận trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh Rồng Vàng ơi, anh mà có làm sao, chắc tôi ăn hận cả đời quá. Tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ 12 con vật đã đủ, nhưng thứ tự của các loài sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chuyện này ta phải suy nghĩ thêm đã. Thưa Ngọc Hoàng, thần là chúa tể Sơn Lâm, chẳng ai xứng đáng đứng đầu 12 con giáp hơn thần. Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt các loài vật khác mà đòi đứng đầu 12 con giáp à? Có tài mà không có đức, không ai phục. Thưa Ngọc Hoàng, thần có gốc gác nhà Rồng, cơ thể dẻo dai linh hoạt, không ai xứng đáng hơn thần. Người mở miệng toàn nọc độc, chứ có tài cán gì mà đòi đứng đầu 12 con giáp. Ta còn chưa xử ngươi cái tội phản chủ đó, đồ chuột nhắt. Thưa, gà mới xứng đáng làm thủ lĩnh đây. Ta có thể gáy vang gọi mặt trời mọc, biết bay nhảy, bơi lội, nói chung là cái gì cũng biết hết. Mặt trời thì kỳ nào mà không mọc, đâu phải chờ anh gọi thì mới mọc chứ. Anh đừng có khoác lác. Im lặng hết cho ta. Nếu như vậy, để cho công bằng, ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ đây đến cung Hằng Nga. Thứ tự 12 con giáp sẽ được căn cứ vào thứ tự về đích của mỗi con mà xác lập. Lưu ý rằng đường đến cung Hằng Nga vô cùng hiểm trở, nhiều đồi dốc và thác nước, ai can đảm mới có thể tham gia được. Bây giờ thì giải tán, hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai. Thi chạy thì đúng ngày sở trường của tôi rồi. Sao Ngọc Hoàng không tổ chức thi ăn hay thi ngủ gì cho nhẹ nhàng? Tôi ghét chạy nhất trên đời. Cháu heo phải cố gắng lên. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn và ngủ, không có xứng đáng để cai quản Trần Gian đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cả nhà cũng đừng có coi thường chuyện ăn ngủ à nghe.
nhờ ăn ngủ mới có sức khỏe luyện tập học hành chứ. Ngày mai bắt đầu cuộc đua rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Đặc biệt đừng có để thua cọp, nếu không cọp sẽ càng ngày càng phách lối. Còn cố gắng cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Mơ đi. Bộ dạng này của ngươi thì ngày mai sao mà thắng nổi ta. Xấu xa. Con ngựa kia, ngày mai sẽ biết tay ta. Anh Rồng Vàng, ngày mai anh đủ sức thi chứ? Tôi nghỉ ngơi một đêm chắc sẽ hồi phục phần nào. Mọi người cũng nên dưỡng sức, ngày mai sẽ vất vả đi. Các loài vật nghe rõ đây. Hôm nay là cuộc thi chạy để xác định vị trí 12 con giáp. Cuộc thi chạy đến cung Hằng Nga chính thức bắt đầu. Ai chạy nhanh hơn cọp ta được chứ? Có chuột ta là không cần chạy mà vẫn nhanh bằng cọp hay? Chiếc chiếc. Mình không thể để thua cọp được. Ai còn đòn tháo ra đây? Còn biết sự lợi hại của ta? Ui, đau quá. Chết rồi, cọp chạy mất rồi. Có cách rồi. Ngựa à, cháu không sao chứ? Cháu không sao. Bác mau đuổi theo cọp đi, đừng để cọp về nhất. Ngủ một giấc thiệt là đã. Hả? Đã đến ngày lên thiên đình rồi sao? Chuột ơi, chuột ơi. Tên chuột láo cá và thất hứa này không chịu gọi ta dậy. Ta thề từ nay họ Mèo nhà sẽ không bao giờ đổi trời chung với lũ chuột nhà ngươi. Tên Rồng Vàng có lợi thế biết bay, chắc chắn sẽ nhường mình. Không được, không ai được thắng ta. Nguy rồi, mình phải trị thương ngay mới được. Rồng Vàng à, cháu bị sao vậy? Cháu bị cọp tấn công. Cháu trị thương trong thác nước một chút để hồi phục sức lực. Bắt mau đuổi theo cọp, đừng để cọp chiến thắng. Lại là cái tên cọp dở thủ đoạn xấu xa. Không được, mình không thể thua cháu được. Về đích đầu tiên, đứng đầu trong 12 con giáp. Trâu về sau chuột, đứng vị trí thứ hai. Sao có thể chứ? Chuột à, đây là cuộc đua cần phải thi đấu công bằng. Ai cho cậu bám vào đuôi của tôi như vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, chuột đã gian lận trong cuộc đua, mong người xem xét. Để ta xem. Ở tập trước, các con vật bắt đầu chặn đường đua từ cổng trời đến cung Hằng Nga để phân định thứ hạng 12 con giáp. Chuột vội bám vào đuôi trâu. Khi gần đến nơi, chuột phóng lên trước và chạm đích đầu tiên. Hương Ngọc Hoàng, người chỉ ban lệnh, hễ ai đến trước sẽ thắng, không có quy định bằng cách thức nào. Chuyện này... Ngươi thật là láo cá. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thấy chuột nói cũng không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có quy định rằng phải chạy đến đích bằng hình thức nào. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thời gian, thì chuột về đích trước trâu. Vậy ta quyết định chuột vẫn là con vật đứng đầu 12 con giáp, trâu sẽ xếp thứ hai. Cảm tạ Ngọc Hoàng. Báo,
cọp về đích thứ ba. Không thể ngờ chúa tể Sơn Lâm như ta lại thua con chuột bé tẹo và con trâu lù khù. Mình phải tăng tốc hơn mới được. Ê, bắt mèo, sao giờ bắt mới tới? Làm tôi phải đi tìm thêm heo, rồi bị phạt là đến trễ. Xin lỗi, ta đã dặn rồi mà chuột không kêu ta vậy. Cháy rồi, cháy lớn quá rồi. Chạy mau bà con ơi, chạy mau đi. Kìa, rồng vàng, nhanh chân lên, chúng ta sắp về đích rồi. Dưới trần đang cháy lớn, cháu phải xuống giúp người dân, bác cứ chạy trước đi. Ôi, là bác mèo à? Thông báo, mèo về đích thứ tư. Ừ, nhưng mà khoan đã, ngươi đâu có trong danh sách 12 con giáp đâu. Con mèo kia, ở đây đang tổ chức cuộc đua tuyển chọn 12 con giáp, ngươi đi đâu đây? Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần có thiệp mời đây ạ. Là chuột đã cố tình không kêu thần dậy nên thần mới trễ cuộc thi. Ôi, đánh đi thi mà cũng cần người gọi đi thì buồn cười quá. Ngươi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tạm thời mèo cứ ở yên vị trí thứ tư, đợi các con vật về đông đủ ta sẽ tính tiếp. Mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Không thể để rồng vàng chạy đích trước ta. Rắn lại giở trò thôi miên đây. Mình không thể nhân nhượng với rắn mãi. Rắn, hãy đua công bằng nào. Tức quá đi. Cuối cùng mình cũng về tới đích rồi. Chào mọi người. Rồng vàng về đích thứ 5, xếp sau mèo. Ê rắn, xe ra chỗ khác. Lại là con ngựa non háo đá này. Xin chào. Chân tôi. Kìa nữa, ngươi chạy nhanh lắm mà, sao bây giờ nhích đi cũng không nổi vậy? Thiệt đáng thương. Đồ rắn xấu xa. Ôi cha, còn sức chửi luôn à. Sao ngươi không dành sức đó mà tự cứu lấy bản thân? Mà thôi, ta thấy ngươi cứ bỏ cuộc đi thì tốt hơn. Ở tập trước, Rồng Vàng vì giúp dân dập tắt một đám cháy lớn dưới trần gian nên chỉ về thứ 5 trong thứ tự 12 con giáp. Rắn chơi xấu khiến ngựa bị mắc kẹt chân trong hốc đá, không thể tiếp tục chặn đua. Chị ngựa ơi, chân chị sao vậy? Để em giúp chị đẩy cục đá ra.
đau quá. Em xin lỗi, em không có cố ý. Em vô dụng quá, không giúp gì được cho ai hết. Tảng đá này lớn quá, sức của em sợ khó lại chuyển nó được. Hay là em cứ chạy trước đi. Mẹ em đã dạy, thấy bạn bè gặp nạn nhất định phải tương trợ. Em không bỏ rơi chị đâu. Cảm ơn em. Để em thử lại lần nữa nha. Chị ngựa, ráng chịu đau một chút, chứ không thể bị kẹt mãi như vậy. Thành công rồi, dây giỏi quá. Chị cảm ơn em. May quá, em không giỏi đâu, chắc em gặp may thôi. Là em đã cứu chị, em đúng là một cậu dê có tình có nghĩa. Em đã không bỏ bạn lúc hoạn nạn. Dạ, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn em, nếu em không dừng lại cứu chị, có lẽ em đã về đích rồi. Em hãy chạy trước đi. Nếu mà chân chị không bị kẹt vào hốc đá thì không bao giờ em chạy thắng được chị. Đây là cuộc đua, chúng ta hãy thi đấu công bằng. Được, vậy chúng ta thi tiếp nào. Con thác này nước chảy xiết quá. Con khỉ à, có chừng đó. Hay là cậu bám vào bơi chung với tôi đi. Cậu cứ bơi qua trước đi, tôi đã có cách rồi. Anh gà cũng vừa tới hả? Vượt qua con thác này là gần đến đích rồi. Nè, cùng nhau cố lên. Ui, lo gì. Tôi được chị vịt chỉ cho mấy cách bơi lội. Con thác này tôi bơi qua dễ ợt. Các cậu cứ lo cho thân mình trước đi. Thể thông minh quá à. Mình là gà biến tốt, không có gì phải lo. Ê, nhìn kìa, hình như anh gà bơi không được tốt cho lắm á. Quý rồi, anh gà không biết bơi, bị nước cuốn rồi. Mau tìm cách cứu ảnh đi. Không biết bơi mà cứ bày đặt ra vẻ. Nhanh bấm lấy khúc cây này. Không, không. Không sao rồi, không sao rồi. Cảm ơn khỉ và chó. Không có hai cậu, chắc là tôi đã rơi xuống vực thẳm rồi. Chuyện nên làm thôi, chúng tôi đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà bỏ mặc được. Vậy mà trước đây tôi luôn tỏ thái độ kiêu căng, không xem hai cậu ra gì hết. Tôi thật sự xin lỗi. Hai cậu mới tài giỏi hơn tôi nhiều. Chuyện đã qua rồi, coi như chúng ta hòa nha. Nếu nhìn không chê, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau. Tốt quá rồi. Thôi, chúng ta hãy nhanh tiếp tục chặn đua kẻo muộn. Tôi không xứng ở vị trí trước hai cậu. Khỉ và chó hãy về trước. Hai cậu mới thật sự tài giỏi hơn tôi. Đâu thể vậy được. Chúng ta đều về đích ngang nhau thì đều xứng đáng cả mà. Hay là chó, cậu về đích trước đi. Không được đâu. Tôi thấy anh gà nhanh nhẹn, vừa biết gáy vừa biết bay nữa, giỏi hơn tôi nhiều. Hay là chúng ta chơi quẳng tù tì đi, để xác định ai về đích trước, như vậy là công bằng nhất. Hay đó. Quẳng tù tì ra cái gì ra cái này. Vẫn tù tì ra cái gì ra cái đấy. Tốt lắm. Vậy là thứ tự 12 con giáp đã gần được trọn vẹn. Thiên Lôi, còn con vật nào chưa về đích hả? Dạ thưa Ngọc Hoàng, chỉ còn thỏ và heo thôi. Heo chậm chạp về trễ thì mình còn hiểu được, nhưng thỏ thông minh nhanh nhẹn như vậy, sao giờ này vẫn còn chưa về đích? Hay là có bất trắc gì đã xảy ra với thỏ và heo không? Thiệt là lo quá đi.
Ở tập trước, vì nhường nhịn nhau nên chó, gà, khỉ quyết định chơi trò quánh tu ti để quyết định vị trí về đích. Kết quả, khỉ xếp thứ 9, gà đứng thứ 10 và chó dừng ở vị trí thứ 11. Chặng đua đang dần khép lại, chỉ còn thiếu sự vắng mặt của thỏ và heo. Heo chậm chạp ai cũng biết, chỉ lo cho thỏ. Có bất trắc gì không? Nhanh nhẹn thế, sao mãi chưa về đích? Vườn cà rốt nhìn tươi ngon quá. Quá, cà rốt, quá trời cà rốt luôn. Anh heo, mình chưa xin phép chủ vườn, không ăn được đâu. Vườn cà rốt quá trời vậy, ăn vài củ có sao đâu. Không cậu cũng ăn đi, đường đua còn dài lắm, ăn lấy sức. Ăn thôi, cậu ăn, ngon quá. Cà rốt được trồng thẳng hàng và tươi tốt thế này, chắc chắn là có người chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Mình ăn mà chưa xin phép là không phải đó anh heo. Cậu mới là dở hơi chứ. Nó ăn thì còn lý với chả lụng. Măng tôi ăn. Trời ơi anh heo ơi, anh ăn nhiều quá rồi, không thể che đậy được nữa. Vườn cà rốt nhìn là biết có người xâm phạm. Chuyện gì vậy nè? Ủa cà rốt biết mà. Trời ơi, đã bảo anh đừng có ăn rồi mà. Sợ chết đi được. Đáng đời con heo ham ăn. Chào tiên nữ, thì ra đây là vườn cà rốt của chị hả? Dạ, em chào chị. Chị tiên xinh đẹp thiệt. Ngươi có biết ta phải tốn nhiều công sức mới trồng được vườn cà rốt không? Vậy mà ngươi coi, ngươi đang biết bao nhiêu của ta rồi. Vườn còn quá trời nhiều mà. Lại đổ nổ. Chị tiên ơi, em biết lỗi rồi, em sai rồi, tha cho em đi mà. Vì ngươi đã ăn mấy củ cà rốt ở vườn ta, ngươi phải làm cho ta một việc thì ta sẽ tha cho. Được, việc gì cũng được. Cái củ cà rốt nó dừng lại đây. Anh heo không sao chứ? Đau, hồi nãy nghe lời cậu không ăn thì tốt rồi. Chị tiên nữ ơi, chỉ cần em làm việc gì em sẵn sàng, đừng cho cà rốt đánh em nữa nghe. Ta mãi làm vườn nên lỡ đánh mất cây trâm quý do Dương Mẫu tặng. Ngươi giúp ta tìm lại cây trâm thì ta sẽ tha cho đi. Trời ơi, cây vườn lớn vậy tìm chừng nào mới ra, cây trâm bé tẹo đi trời ơi. Thỏ ơi, giúp tôi với. Thỏ trắng, chị biết em không có ăn cà rốt nên em không cần phải ở lại đây, mà hoàn thành cuộc thi của mình đi. Em sẽ ở lại giúp anh heo. Em sẽ tìm ra cây trâm cho chị. Aha, tìm thấy rồi chị Hằng ơi. Ôi, đúng nó rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Thỏ trắng. Chuyện gì vậy? Sao mà tối dữ vậy nè? Em tìm thấy cây trâm rồi. Mình mau đi thôi, kẻo muộn cuộc đua. Khoan đã, nãy chị thấy em cũng muốn ăn mà. Thưởng cho em. Cảm ơn chị tiên nữ xinh đẹp. Giờ chúng em phải tranh thủ đi kẻo muộn. Ước gì có thể ở đây ngủ rồi ăn, không cần phải chạy đua. Nhanh lên anh heo, anh không nhớ do anh chậm chạp mà anh rồng vàng bị phạt sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, các con vật đã về đích đủ rồi. Nhưng bây giờ có tới 13 con vật, ta biết bỏ bớt ai đây? Dạ, Hằng Nga xin cúi chào Ngọc Hoàng. Hằng Nga, người đến tìm ta có việc gì không? Thưa Ngọc Hoàng, cung quảng rộng lớn mà chỉ có một mình thần trông coi nên buồn tẻ vô cùng. Mong người ban cho thần một con vật để có thể bầu bạn, phụ giúp cung thần. Vậy một con vật sẽ ở lại cung quảng với tiên nữ Hằng Nga. Nếu ở lại cung quảng chắc không cần phải làm việc nhiều. Dạ,
thần xin ở lại với tiên nữ Hằng Nga. Thưa Ngọc Hoàng, ở cung quản cũng có nhiều việc phải làm, heo chậm chạp không làm được đâu. Thần thấy thỏ trắng thông minh, nhanh nhẹn, rất hợp với việc này. Vậy thỏ trắng, ý của người thế nào? Dạ, thần cảm ơn Ngọc Hoàng, thần rất vui khi được chị Hằng Nga chọn. Tốt lắm, vậy thỏ trắng sẽ ở lại cung trăng với tiên nữ Hằng Nga. Các con vật còn lại cứ theo thứ tự về đích mà trở thành 12 con giáp. Các ngươi sẽ cùng với các thần mùa xuân, hạ, thu, đông cai quản trần gian, giúp cho con người phân định tuổi tác và năm tháng, ổn định trật tự. 12 con giáp cuối cùng đã được hình thành, gồm chuột, trâu, cọp, mèo, trồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, tương ứng với Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Từ đó, các con vật luân phiên đại diện cho một năm, sau chu kỳ 12 năm thì quay lại. Cách tính can chi cũng dựa trên 12 con giáp này. Tuy chung mục đích phục vụ con người, nhưng tính cách và khí chất từng con giáp đều khác biệt, đã tạo nên sự đa dạng cho cuộc sống của con người.